em có cái thắc mắc này nè chị ví dụ buổi sáng chị có bôi kem chống nắng với make up thì chị sẽ bôi kem chống nắng trước hay là bôi kem lót trước thì câu trả lời thật sự là nếu như mà lucia có dùng kem chống nắng là mình sẽ không có kem lót luôn không phải là kem chống nắng nào cũng có thể làm kem lót đâu mọi người bởi vì thật chất là có những cái loại kem chống nắng các bạn có thể bôi trên cái lớp dưỡng ẩm thôi là các bạn có thể thấy là nó đã bị vón cục rồi nó chỉ đến kem nền đúng không nó thật sự luôn đó mọi người kem chống nắng la roche posay nó là kem chống nắng mà có giá bình dân nhất nhưng mà cái độ chống nắng tốt nhất luôn cái tuyết này là mọi người Lucia thấy có rất là nhiều bạn chê nha nhưng mà mình cũng không hiểu sao nữa có rất là nhiều beauty vlogger cũng da dầu da hỗn hợp mà người ta dùng cái sản phẩm mình thích như thường và những cái bạn đó cũng là da sáng chứ không phải là da ngâm giống như lucia thì mình nghĩ là chắc là thôi tùy người á Tới giờ phút này Lu sẽ dùng rất là nhiều những loại kem chống nắng khác nhau Mà có cả những cái kem chống nắng cả vài triệu luôn Vẫn đỉnh nhất